Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, mãi mãi là
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Tao Bát Tân. Giờ ủy quyền của anh, hôm nay trên đài của lính, chúng tôi tổ chức buổi sinh nhật tại một cái view của xã Bằng Díu. Hiếu Hoàng, Bằng Díu là tỉnh bạn bè. Anh chị là rất là vui mừng là được đón các bạn chiến đấu từ chiến trường xưa của anh Tao Bát Tân là của 36, sư 38, sư 38 về. Xin hai nhiệt liệt chào mừng các anh nhân viên. Đối với chiến đài quản lý của chúng tôi thì hiện nay chúng tôi có 13 thành viên. Chúng tôi có 14 thành viên thì một thành viên đã hy sinh trong mùa cúng vừa rồi, một thành viên thắng lợi. Thì hôm nay sẽ là ngày hội thắng thiếu một người trong chiến đài quản lý. Chúng ta hôm nay là sẽ có chị Nguyễn Thị Hoa và đội cùng Ngô Văn Phủ sẽ trở về. Nhưng mà các và quan anh em Ngô Văn Long nhận lời. Nhưng vì với những món đặc biệt của gia đình là phải mẹ hỏi ngay ngoài và anh và mẹ con chị tôi bỏ chị Hoa đã có hứa với chị đàn lính là từ nay nếu có những cái buổi sinh hoạt như thế này mẹ con em vẫn đến để thay anh Long sinh hoạt như anh Long vẫn sống. Chúng ta cảm thấy đó là những cái tấm lòng và sự hết tín của chị đàn lính, chúng tôi rất là trân trọng. Và hôm nay có một thứ mắng nữa là người bạn thi đấu của tôi từ công ty năm là có hứa đến với các anh các chị nhưng mà đến cuối cùng thì là huyết áp lên và đường tăng cho nên là cũng không nên đi mất tiền cho anh chị. Từ là từ tăng sư phụ á, hai cái kích mà sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta và cũng là một cái sự chúc mừng sinh nhật mà có lễ nhận đối với anh Tao Bát Tân. Thế thì sau đây thì để giới thiệu với lại các anh ở xe và đi tám thì tôi xin là tên là giới thiệu đây là anh đại tá Ngọc Thơ là trưởng của cái đại quân của chúng tôi, tiếp sau là anh Nguyễn Đức Lạc, đại tá Nguyễn Đức Lạc là trưởng của quân khu A, giám đốc công ty sông Hồng, anh Nguyễn Văn Tiến là hiện nay là chủ tịch cựu chiến binh của tổng bộ Nam của Tây Tân, anh Lưu Hồ Bắc cũng là chức ở thành phố Hải Phòng và chị là Lê Thị Ấm với chị Mai, chính tên là Mai Toàn đấy, vừa đoàn văn công của hải quân mà đã được vinh dự từ năm 17 tuổi đã bắt tay đại tướng Võ Nguyên Giáp, bây giờ vẫn được tấm hình ở bộ tư lệnh hải quân đấy. Đây chị là Phượng và cũng là cán bộ của thành phố Hải Phòng. Còn đang đấy nhìn à, còn là chị là Phương Vĩ, chị Nguyễn Kim Trương, nhưng mà chị tên là Phương Vĩ. Phương Vĩ là một tên hiệu là Phương Vĩ, Phương Vĩ Hà của xã Quan Cổ Nhân Đáng. Và ở đây là anh Nam Vũ này, anh Nam Vũ này, anh Nam Vũ này, anh Nam Vũ này, và chị Đặng Nhan là một nhân và anh Đặng Vương nhé, là tạm làng Phương Vĩ Hà xã Quan Cổ Nhân Đáng. Không thể không ở thành phố nhưng mà không thể xa quê, không thể nhớ quê được, cho nên phải lấy cái nick name này. Mọi người phải nhớ đến quê hương vỏ của Tiên Lãng và làng Phương Vĩ. Như vậy tôi đề nghị như này, lần sau sinh nhật của bạn mấy anh chị, cho chị Anh Thơ này, chị Anh này, chị Nam Vũ này và chị Phương Vĩ này sẽ tổ chức một lần là Tiên Lãng như thế thì chó Tiên Lãng ngon lắm. Thầy ơi, thầy phá giới bao giờ đấy? Tôi là Vũ Thăng Long, tên là Long Vũ, người phát ngôn của thế nào. Còn đây là hôm nay có mặt ở một các phu nhân. Thế và một nhân vật đặc biệt của buổi hôm nay là anh Tao Bát Tân. Đấy, Tao Bát Tân. Và chị Ngô Lúa. Ngô Lúa. Người tình trăm năm như nào. Chưa có cái quần đã nghe mùi vật lên trên tình gốc cạn đấy, thế nên là sau đây thì sao có hơi lâu không cần giới thiệu thì tôi đã xin giới thiệu với nhà Tao Bát Tân, nhà có lời bắt đầu với lại anh chị em có đến đàn của lính và anh em sư đoàn và đồng đảng. Chào kính thưa các anh các chị, chào kính thưa tất cả anh em trong diễn đàn của lính cũng như là bạn chiến đấu của tôi. Hôm nay thật xúc động và cũng là một cái buổi long trọng tổ chức cái buổi sinh nhật
thì báo cáo các anh là về sinh nhật diễn đàn của lý thì thành quy chế rồi, từ trước đến giờ cứ hai đến ngày sinh nhật thì là tổ chức diễn đàn của lý sẽ tổ chức để cái ngày vui quây quần để nối cái thiết chặt cái mối quan hệ tình đoàn kết của tất cả mọi người trong diễn đàn của lý. Thế về giới thiệu thành phần diễn đàn của lý thì anh Vũ Thăng Long anh đã giới thiệu đầy đủ rồi, anh rồi. Còn về phía bạn của tôi thì báo cáo các anh chương trình là hôm nay là tôi mời cả bốn anh em ở cùng đại đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 72, tức là 81 ngày đêm đấy, ác liệt đấy. Thế thì ở Hải Phòng đây là có 5 người, thì hôm nay là tôi cũng mời cả bốn người. Một anh Ngải, vợ chồng anh Ngải ở Tiên Lãng, thì anh là hôm nay là có cưới và anh đi trưởng họ nhà trai, anh không đi được. Anh Lâm, anh đi Hà Nội vắng, và một anh Vinh. Thế thì hôm nay chỉ có vợ chồng anh Đức bạn chiến đấu của tôi đến thay mặt anh em trong tổ chức trong đơn vị chiến đấu đại đội chiến đấu. Thế anh em tôi thì ra đây là kết nối được bốn anh em cùng đại đội trong những ngày gian khổ ác liệt chiến đấu cái sống cái chết bên kề bên cạnh. Thì ở đây có Mai Tròn và có một số các anh đã đọc cái nhật ký chiến trường của anh Tặng Đức Hòa đã viết về đơn vị chúng tôi, về anh em chúng tôi. Thì thấy đấy những cái ngày anh em chúng tôi gian khổ ác liệt và gắn bó với nhau như thế. Đến bây giờ ở Hải Phòng này thì có 5 người anh em tôi mới kết gần đây thì mới kết nối được với nhau. Thế nên hôm nay là tôi cũng có mời các anh nhưng mà một số các anh bạn. Riêng về anh Đức thì báo cáo với anh là trước cùng đại đội xong về anh đi học và về báo cáo anh Lạc và anh về anh làm phó bí thư quận ủy Hồng Bàng rất nhiều năm, anh đến khi về hưu rồi thì mới biết nhau. Chứ còn khi mà anh còn làm ấy thì tôi mà chắc chắn đối được thì chắc tôi khác giàu với bạn sang thì vợ mấy quán thư vừa vào. Thế nhưng mà đến khi anh về hưu rồi thì anh em mới mới chắc nối được. Thì đấy là thứ nhất là anh Đức, hai là vợ chồng anh Minh và cô Thắm. Thì anh Minh là đại tá trưởng phòng ở trên bộ quốc phòng, anh quê ở quận Lục và sở dĩ tôi có hai cái clip quay làng quận Lục là làng của anh ấy. Thì anh ấy cũng là 308 ở 308 và anh Minh thì có vợ là cô Thắm là bạn chí cốt với lại cô Lụa đây, từ ngày còn làm phù dâu cho nhau, tức là bạn chí cốt. Nên là hôm nay thì là tôi mời vợ chồng anh Minh, nhưng mà cái lý do chính của cái sinh nhật có cá thai các chị, khi sinh nhật là bình thường của diễn đàn của lính rồi, nhưng hôm nay tôi cũng có ý làm nó hơi đặc biệt một tí, mời bạn bè đông một tí. Là vì lúc nãy anh Lạc, anh Thơ anh có nhắc lại là chờ mãi chờ hoài lâu quá đấy. Thế thì báo cáo với anh là cô Lụa cô làm một loạt cái chiến rượu ở đây, rượu hoa quả đây. Cô bảo là cái rượu này chỉ để dành khi nào mình cưới nhau. À. Thế thì tôi bảo thế thì hôm nay đi coi như báo cáo luôn. Thôi số là chẳng đâu, thôi cho anh cho anh lên đi. Về mục đích, không mục đích chính là vì hôm nay là muốn cũng thông báo với mọi người. Thôi thì bây giờ tôi cũng định đến 75-70 tuổi để kết hôn. Năm nay mới 68 thôi. Tôi thì mình làm trước 2 năm. Thế thì để mọi người chứng. Và sau này cứ anh Thơ và anh Lạc không thắc mắc nữa, bảo đây nói nhắc mãi chả thấy. Thì cũng mong các anh thông cảm là bây giờ tôi thì cũng gọi là cũng có tuổi rồi, làm nó đơn giản đi. Mọi người cứ công nhận như thế, cũng như anh Long nói báo cáo là có tuổi thì mọi người vẫn ăn được ạ. Hay là cũng là hình thức thôi, chứ còn như anh Long nói là chúng tôi là ăn kem chứ tổng rồi. Hôm nay báo cáo với các anh các chị là về rất là cảm ơn các anh các chị và cảm ơn mọi người.
đã có mặt cái cuộc vui hôm nay, và hai nữa là cái giới thiệu sau cùng là anh Văn Xuyên, anh là cộng tác viên tại Việt Lê, anh là cũng là gắn bó với nhân đại của lính, và anh em cũng làm với nhau cũng đã lâu rồi, và đặc biệt nữa là anh thuê là còn chú của vợ chồng Lâm Minh Thắng, lại có họ đấy. Đã một thời chiến đấu ở trên các chiến trường, nay về sống với đời thường, tổ chức thành lập cái diễn đàn lính để kết nối lại tình đồng chí đồng đội với nhau, hoạt động tình nghĩa. Hàng năm cái diễn đàn của chúng tôi tổ chức là họp mặt, rồi thì tổ chức sinh nhật cho đồng đội. Thí dụ năm nay, năm 2020 là chúng tôi tổ chức diễn đàn, tổ chức sinh nhật cho đồng chí Cao Ba Thân, là phải nói là rất vui, rất tình nghĩa, ấm tình đồng chí đồng đội, tạo được cái mối gắn kết. Lúc vui, lúc buồn, anh em chúng tôi đều đến để chia sẻ với nhau. Đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Báo cáo là mấy lại diễn đàn của lính này như thế này. Hôm nay thì tôi thì cũng sinh hoạt ở diễn đàn từ cái ngày thành lập, cũng là ý tưởng từ cái ban đầu là chúng tôi đi về thăm từ đường họ Ngô nhà tôi ở Quảng Ninh. Thế thì đầu tiên là bốn anh em về thăm từ đường, và cũng từ nảy ra một cái ý tưởng tại đền Vua Bà ở Quảng Yên, là chúng tôi nảy ý tưởng là xây dựng một cái diễn đàn của lính. Thế thì từ cái ngày xây dựng diễn đàn lính đến nay là có bốn đồng chí, bây giờ là diễn đàn ta đã mở rộng. Thế nên cái diễn đàn chính, cái câu lạc bộ diễn đàn lính ở đây chúng ta thường xuyên sinh hoạt và họp theo thường kỳ, là giữ được cái tình cảm và cái mối quan hệ với lại tất cả các đồng đội cả nước rất là tốt, và chúng ta cũng đã là cái đầu mối và cũng là những cái người tiêu biểu cùng với xã hội trong phát triển như này. Có những cái vấn đề về chính trị chúng ta rất là vững vàng, cũng động viên anh em rồi là hiểu rõ được tất cả những cái hoạt động xã hội, cái gì đúng cái gì sai, chúng ta cũng là những người lính cùng nhau để mà dẫn dắt hội, và cũng là cùng nhau giữ gìn đoàn kết và cùng bên nhau để trong những cuộc sống đời thường ngày một vui vẻ.
thưa các đồng chí và các bạn, chúng tôi là những thành viên trong diễn đàn của lính gồm tập hợp các anh em cán bộ chiến sĩ đã từng qua quân ngũ, có người phục vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến trường từ Nam Tây Bắc đến biên giới hải đảo, và có đồng chí làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và Lào. Hiện nay chúng tôi phải tập hợp với nhau cùng sinh hoạt trong diễn đàn của lính. Trong diễn đàn của lính chúng tôi hàng năm thường làm tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi ốm đau và tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong diễn đàn. Năm nay diễn đàn của lính tổ chức cùng với này đồng chí Cao Bá Thân, thành viên của diễn đàn, tổ chức một buổi sinh nhật. Có những trong những năm qua chúng tôi thường xuyên tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong diễn đàn, nhưng năm nay chúng tôi tổ chức khác đi, nhằm cho nó sinh động hơn những năm trước, thay đổi để cho nó phù hợp với tình hình chung và để cho nó phong phú hơn trong các cái sinh hoạt của diễn đàn.